dưới Si á là không có dồn bill ở nhà dưới đâu nha mấy chị. Tại vì nhà dưới mấy anh đang làm rất là rối, làm bill nó rối lắm. Cho nên là bill này là chị nào chưa có bill ở nhà em á thì ngày mai gửi. Còn chị nào có bill rồi á, chị nào chưa có bill thì làm bill mới. Còn chị nào có bill rồi á thì nói chung là không có dồn đâu ha. Không có dồn, đại khái là không có dồn ha. À, giờ lên bill, giờ mà có bill là ngày thứ ba mới gửi được. Cho nên ok thì mấy chị cứ chốt, còn không ok thì thôi. Tại vì bên em là ship có 30 ngàn thôi. Mà mấy chị dồn bill là không có được. Tại vì bill này ở nhà dưới mấy anh đang làm rất là rối nha. Mấy chị thông cảm giùm cho em với. Thông giùm cái cảm nha mấy chị. Thông giùm em cái cảm mấy chị. Cái giờ kêu mà dồn bill nhà dưới dồn được em mấy chị nha. Tao nói đến trưa này tao la tao cũng nói khỏe bất kỳ đâu đâu đồ má nó chua thấy ai không thấy gửi bill bữa thứ bảy à, gửi bill dân tạo bữa thứ bảy à, đồ má nó chua. Quá. Để em đưa cái chồng này vô một cái. Đang có nguyên một cái kiện 48 triệu. Đồ mặc là đồ bộ. Dạ đúng rồi đồ bộ nhưng mà không có size đâu anh. Đồ này mặc sao cũng được hết á. Mặc dày cũng được nè. Mà mặc sao cũng được hết trơn. À, bộ này bộ Quảng Châu mà cũng có. Hồi chiều còn mấy bộ cúc có sale á. Mấy bàn mấy anh đang làm bill dưới không có bàn luôn. Cho nên để đỡ này. Chua. Chua muốn rụng rúng luôn. Rồi lên hàng cho mấy chị nha. Mình lên hàng cho mấy chị nè. Trời ơi yêu nguyệt. Hèn chi bắn ghế thấy dĩ mẹ luôn. Rồi lên hàng xi cho mấy chị. Bữa nay có đôi giày nam nè. Anh tạm mua đôi này đi. Đôi giày nam 400. À, nhưng mà hơi bị xuất sắc nha. Đôi giày nam 400 mà có 1 đôi rồi. Hơi bị xuất sắc luôn. Đôi này là mang hơi bị êm. Có 1 đôi à. Hôm nay có đúng 1 đôi giày nam thôi. Ôi ôi cái đôi này mang hơi bị êm luôn á mấy chị. 1 đôi duy nhất nha. 1 đôi duy nhất trong ngày hôm nay. Đôi này size bao nhiêu chưa biết. 44. Đôi này size 44 mấy chị. 44 đôi này size này nha. Chị nào chưa có đôi 44 thì chốt giùm em đôi 44. 44 đôi này nha mấy chị nha. Chị nào chưa chốt 44 đôi này thì chốt lên giùm em 44. Đôi này mấy chị. Đôi này nói chung là êm lắm. Đôi này êm như xe cấp. Đôi này chị nào chưa chốt thì tranh thủ chốt ha. Tại vì ở đây nó giống như cái đôi giày mà cái giày bé lùng nó kêu cái hiệu gì nè. Cái hiệu gì mà bé lùng lúc nào cũng phải đi lùng kiếm cái đôi đó đó. Nhưng mà bé lùng thì chỉ có điều kiện là kiếm lùng ở giày si thôi. Chứ giày chính quy là mua chưa có nổi mấy chị. Giày chính quy là nói thiệt mấy chị là chưa đủ khả năng mua. Đấy. Rồi em lên túi xách cho mấy chị luôn ha. Em lên túi xách cho mấy chị luôn nè. Đôi này là 400. Chị nào chưa chốt đôi này thì tranh thủ chốt đôi này nha. Đúng rồi. Ok là sao anh Tạo? 44. Anh Tạo đi nhiêu em có mấy đôi lận? Em cũng có nhưng mà tại vì đôi này mặc cái quần rin đẹp. Khách mới cho chị mấy mẫu đồ bộ em mặc 6-7kg. Chốt 44. Bây giờ em like giày si chị. Còn gì muốn mua đồ bộ là ngày mai vô giùm em nha. Đồ ơi. Chốt mới hàng cho anh Tạo nè. Chị muốn mua thì ngày mai vô giùm em cái. Tại vì giờ hàng em để nhà dưới á mấy chị. Hàng em để nhà dưới nha. Rồi đôi này đi biết chừng nào hư anh Tạo. Đôi này đi không hư đâu. Đôi này hơi bị êm. Tròn Tạo 400. Không phải nai mà nói là có size 41 nhưng mà tùy đôi vậy chị. Chút nữa em lôi lên từ từ cho chị học.
chờ đi em, để chút nữa em bỏ vô cái hộp này nè. Chút nữa em bỏ vô cái hộp này nha. Rồi túi này 350 mấy chị. Mickey túi đựng điện thoại nha. Mickey đựng điện thoại 350. Em có dây dài dây ngắn. Mấy chị có thể tự mở ra ha. Em có dây dài và em có dây ngắn. Mickey đựng điện thoại 350 nè. Chị nào chốt Mickey đựng điện thoại chốt lên giùm em. Mickey này em có hai cái mấy chị. Mickey này em coi từ từ em coi mẫu nha. Mickey này có hai cái này 350. 350 là nó mỏng hơn. Dạ buổi trưa 2 giờ buổi tối 8 giờ rưỡi nha chị Ngọc Mây Trắng. Túi này là nó nè mấy chị coi. Mấy chị coi cái khuy cái dây không là mấy chị biết hàng xịn rồi nha. 350 túi này. Còn cái túi mà gấp 2 lên thì 400. Túi gấp 2 lên thì 400 nha mấy chị, lưu ý giùm em ha. Túi gấp 2 lên thì 400. Còn túi này thì 350 nè. 350 nè. Còn túi gấp 2 lên thì 400 giùm cho em nha mấy chị. 400 giùm cho em ha. Chị nào chưa chốt túi này thì chốt lên giùm em túi 400. Còn cái túi dày hơn, cái túi mà đựng được 3-4 cái điện thoại Mickey này thì 400 ngàn, túi kia 350. Mickey em có hai màu, một màu Mickey nhạt và một màu Mickey đậm. Một màu nhạt và một màu đậm mấy chị. Một màu nhạt và một màu đậm. Cái này là đều là hàng của Nhật hết nha mấy chị. Đều là thằng hàng siêu Nhật hết ha. Cái này là 400 nè. Hai cái này 400. Cái này đều 400 hết mấy chị. Bạn tối nay ngon, ráng săn quần áo chứ không làm mặc đồ bộ ra được. Bạn cũng theo hot trend nữa. Quỷ à, cũng theo hot trend nữa. Em biết khi nào em đu theo hot trend lắm. Ai muốn gì muốn mà nghe. Thiệt, em muốn mặc gì cái là quyền của em. Em muốn mặc con cặc gì là quyền của em. Đừng ai nói em gì hết trơn. Đây mấy chị. À, chị yêu, beauty hết của em mai đi. Mai beauty hết trước. Còn bill kia chừng nào em kêu gửi thì chị gửi sau nha. Để chút chị xuống chị làm bill. Em chút em xuống em làm bill Thủy Thu Phạm nha. Hôm nay có mấy cái giỏ đẹp lắm Thủy Thu Phạm. Đây em có một cái túi này em đi đúng một túi si nhật luôn nhưng mà em đi đúng một lần. Bây giờ em sẽ bán sale cho mấy chị 400 ngàn. 400 ngàn túi này 600-700 lần. Em đi đúng một lần bữa sinh nhật em. Em bán cho mấy chị 400 ngàn hàng si nhật túi này ha. À, chị nào chưa chốt túi này thì tranh thủ chốt lên nè. 400 ngàn túi Chanel đen này nha. 400. Nói chung là hoàn hảo lắm mấy chị. Túi này hoàn hảo. Da đẹp. Form đẹp. À, chưa lấy ra luôn. Tất cả mọi thứ đều đẹp ha. Tất cả mọi thứ đều đẹp cái túi này. Túi này chị nào mua là hơi bị trúng mánh luôn. Lợi tới 300-400 ngàn một cái túi. Không em nói thiệt. Tại túi này em đi mới có một lần thôi. Túi này em đi mới một lần nha. Mấy chị lưu ý giùm em ha. Túi này là cũng là hàng sinh nhật mà túi này em đi đúng một lần. Rồi mấy chị, cái túi của em lựa danh tạo cũng dễ thương. Túi này là hàng sinh, chị Yên làm mà chị Yên. À, chị Yên địa chỉ thôi, chị Yên đừng ghi nhé. Không, biết rồi. Nói chung là cái bill Huế là bỏ hết vô. Không có ghi gì hết trơn, chỉ ghi tên với địa chỉ số điện thoại thôi. Túi này 400 mấy chị. Túi này là hàng sinh nhật nha, túi này của Ý Yên. Túi này của hàng sinh nhật mà túi này Ý Yên đi được một lần. Ha, bán 400. Hơi bị xinh lung linh á. Thế á, hơi bị xinh lung linh luôn. Chị nào chưa chốt túi này là chốt giùm em. Hơi bị xinh mà lung linh. Lấy túi của Bích Thủy. Chốt
điện thoại nha mấy chị nha. Túi đựng điện thoại 400. Rồi em có một cái túi này bán mấy chị 520. Nhưng mà bữa nay có một cái túi lớn này thôi. Có một cái thôi 520 ngàn túi này. Túi chữ V 520. Cái này là túi hàng si nha mấy chị nha. Cái này là túi hàng si. Si Nhật nè. 520 ngàn túi si Nhật. Túi này mới 99,9,9%. Lưu ý giùm em túi này ha. Nhớ kiếm thùng mới được. Biết. Cái hồi xưa nó vậy thôi, bây giờ đó. Mày biết cái túi đó của ai không? Túi đó của bà An đó. Túi có đợt bị mất phân là túi của bà An đưa qua đó. Rồi mấy chị ơi, chốt giùm em thằng này nha. Chốt giùm em thằng này với. Rồi thằng này 500 nè mấy chị. Thằng này 500. Thằng này mấy chị đi tiệc đi đồ là rất là sang chảnh ha. Nó là có in nổi nè mấy chị, đã không? Nó có in nổi. Rồi 500 túi này. 500 túi này. Chị nào chốt túi này 500, chốt giùm em. Còn Game Body Win chị ăn rồi. Ồ nhưng mà bây giờ em không dùng bill chị được đâu. Giờ mua thì ngày mai ngày mốt bữa kia em sẽ dùng cho chị. Để mai xuống dưới kia mua đi chị. Tại mấy anh đang làm tới mấy trăm bill rối lắm. Có mình anh Tư với anh Phước à. Mấy chị thông cảm giùm cho em nha. 500 túi này mấy chị. Thông cảm giùm cho em 500 túi này. Dạ chúc anh Phước làm bill anh Phước đọc cho chị đi nha. Rồi chị nào chốt túi này 500, chốt giùm em túi này 500. Chốt giùm em màu hồng rút nè. Hồng rút 500, ở trước đây là in vân nổi ha. Ở trước này nó có một giống như vậy. Đường dây xích nha, dây xích in vân nổi nha mấy chị nè. Ha. Rồi 500 túi hồng rút. Chị nào chốt túi hồng rút này 500, chốt giùm em 500. 500 túi hồng rút nha mấy chị nha. Rồi lên cái túi này cho mấy chị 480 ngàn. Rồi bắp nha, 480 ngàn túi này. Trời ơi mấy chị coi cái da đó nè. Nó sung sướng cuộc đời ghê mấy chị. Thiệt. Đụng vô cái da thì muốn sướng muốn chết luôn á. 480. Mấy chị đi như thế nào cũng được. Một là mấy chị đi tay cầm như thế này ha. Một là đi tay cầm như thế này. Túi này quá xuất sắc là Thủy Thu Phạm. Xin chưa. 480 ngàn túi này. Rồi chị nào chốt túi này chốt lên giùm em 480 ngàn. Em có 2 dây. 1 dây ngắn và 1 dây dài mấy chị. 1 dây ngắn và 1 dây dài. Đây là dây ngắn nha. Và còn 1 dây dài nữa. Đây là dây ngắn. Si Nhật chỗ cái túi này nó mềm. Nó mềm rủng luôn á mấy chị. Túi này dùng từ là nó mềm rủng luôn. Rất là mềm. Và đây là 1 dây dài nè. Đồ chị em mặc hết lâu rồi chị ơi. Hết rồi 480 túi này mấy chị ơi. Túi này 480. Trời ơi chị nào mà chốt cái túi này là chị đó trúng mánh luôn á. Cái da nó sung sướng cuộc đời lắm mấy chị. Cái da nó quá đẹp luôn. 480. Có em còn một đôi đen size 44 nữa chị. Chút nữa em lựa cho. Đây nè. Đôi đen size 44 này chị. Con trai chị size 44 à. Đây là chị 44-45 đôi này. 44-45 đôi này ha. Cái gì anh Tạo. Trời ơi túi này mấy chị. 480. Trời ơi túi này liền quá chị. Chị Hà My ơi. Quá trời liền túi này luôn. 480 túi đen. Túi đen đính, đính đá, đính ngọc trai nè ha. 480. Túi liền. Nhìn túi say đắm luôn. Nhìn túi say đắm luôn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một cái mã này. Mã này 520. Mấy mã này đều là mã hàng xịn sò đó mấy chị. Mã này 520 nè. Mã này có 1 dây. Mã này có 1 dây nha mấy chị nha. Mã này 520 1 dây. Em lấy túi đen 480 của Thi Võ. Túi nó đẹp. Có mà. Dạ dày đen 400 á Cường Phan Nhật. 400 chị. Mẹ. Có cái tờ giấy ghi giá hả? Dạ 480 của Thi Võ. Để em gọi em chồng em lên nè. Để em gọi em chồng em lên để chốt cái kêu chị Thi Võ cái. Trời ơi chị Thi ơi nói nghe nè. Lấy đồ đó đi em ok chị Hà My. Đôi này đi em mới đưa lên size 44-45. Chờ chút nha chị Thi ơi. Giờ em nói chị Thi nghe nè. Chị Thi thương giùm em đi Thi. Để từ từ gửi view sau á. Chứ giờ mấy ảnh em làm bill nhiều quá mà em đem lên xuống cái trời ơi. Mấy trẻ quăng lựu đạn em luôn á thiệt á. Bây giờ nhà dưới em có chỗ ngầu luôn.
cho nên làm gì cũng thủ công hết á. Mấy chị ơi, đỡ cái bill này chốt sâu cho chị đi chị ơi. Chứ giờ mà đem xuống cái mấy chị, mấy ông chữ em là coi như cặt giá chạy tướng băng luôn á. Thiệt. Văn sau đẹp ha, chốt giùm em ví beo 480.
Ví beo 480 ngàn, ví beo nha mấy chị nha. Beo 480. Em dụ sao bảnh qua mà nó không có qua. Dụ qua cho nó thử cái túi đeo chéo lưng. Túi đeo chéo lưng mà nó không chịu qua mấy chị. Có hai cái túi đeo chéo lưng cho con trai thử á. Có một cái là cái 67, còn một cái chị nào chốt thì chốt. Cái đó là beo đúng không chị? Nè em có cái ba lô nè mấy chị, em có cái ba lô nè mấy chị, 450 ngàn. Nhưng mà da em lắm mấy chị ơi, rời cho giùm em túi beo của Trần Ngọc Thanh Thanh. Nhưng mà bill này để mai, để mốt gửi nha chị Thanh. Mấy ảnh đang làm á, mấy ảnh đang làm bill ở dưới mà giờ em đem xuống à, mấy ổng chửi em tụt lắm luôn á. Mấy ổng nói công chuyện ngon hết, tại ở dưới giờ có hai người làm bill à. Chị Trần Ngọc Thanh Thanh cho em để trên đây rồi thứ ba gỡ nha chị. Năn nỉ á, em năn nỉ ỉ oi luôn á, thiệt. Năn nỉ ỉ oi quỳ lạy gian xin. Trời ơi cái túi này nó đẹp xuất sắc. Giờ mà em đem xuống dưới kêu mấy ổng dùng bill, mấy ổng chửi em tụt nấm luôn á, đừng nói. Thiệt. Coi giùm em nè,
Con em vì này mà đi ăn tiệc và xuất sắc. Con em vì này đi ăn tiệc và xuất sắc. Trời ơi, cái ba lô này nó đẹp. Ba lô này bây giờ cho bé Lùng, cái bé Lùng mê này. Mà bé Lùng nhiều túi lắm mấy chị, mấy chục cái rồi. Con này là mấy chị đi tiệc và xuất sắc nha mấy chị nha. Đó, có vỏ nào đeo hai ngăn không? Có vỏ nào đeo hai ngăn không chị? Chị Trang Thùy, vỏ đeo hai ngăn là vỏ sao chị? Nói đi, nói đi em lấy cho. Em nhiều lắm ha, mua cho con dâu được không? Trời ơi, thôi chị ơi, mười mấy hai chục cái. Em nói bữa nào con đi á, bữa nào con đi học quá gì lên gì, gì mở tủ ra gì sale hết. Xin đi Aeon chụp hình rồi. Nói với bé Thảo Nguyên xin đi Aeon. Em sợ dịch em không cho đi. Mà thấy hai đứa nó cứ nằm trên lầu suốt rồi chị. Thôi cho đi luôn, cho đi luôn. Mấy cái chị khách đó hả, nhiều lúc em bán túi sách mà mấy chị khách cũng cho hàng bà. Cho mấy cái túi màu đen lắm. Và bữa sinh nhật em cũng vậy, túi này 520. Nhiều lắm chị ơi, nhiều cực kỳ. À dạ, trong hai ngăn có nhiều mà gái, có nhiều mà, nhiều 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 ha. Giỏ ở trong hai ngăn. Ờ giỏ này cũng có một ngăn à, giỏ này cũng có một ngăn à. Đấy yên ơi, có bên nào gửi hàng nữa không? Bưu điện tụi nó giao hàng mất dậy quá. Mất dậy sao bà nhắn tin cho tôi đi, tôi làm giấy kiếm mày. Chứ giờ đã bữa nào tôi kiếm con giao hàng tiết kiệm, tôi gửi kèm cho mấy chị đi. Cái con này da nó mềm ghê mấy chị ơi. Trời ơi, cái con này mấy chị đi là mê mẩn luôn á. Cái con này da rất là mềm, 480.000 con màu tím mấy chị. 400 không, cái ba lô này đẹp, em nói thật sự là đẹp thiệt. 480.000 con màu tím. Trời ơi mấy chị ơi, thiệt sự là một chấm là say đắm luôn á. Nhưng mà mấy chị ơi, coi chừng nha. À, hai dây, nó có hai dây nè mấy chị. Nó có hai dây. Sao nó mất dây sao, bà nói tôi đi. Bà nói tôi đi. Đủ má thiệt á. Tôi đá chân giá nó bay lên trụ điện á. Túi này 480 túi. Nhưng mà túi này đã lắm mấy chị ơi. Trời ơi, em nói chị nó mềm cực kỳ. Nó mềm lắm. Túi nó mềm say đắm luôn mấy chị. Bà rảnh ghê, rảnh đó chị mây thiệt. Quá trời quá đất à. Chị cũng quá trời đi. Không mà cái ba lô này chị nào mà có con gái cho mang là em nói chị mê tích luôn ha. Mê cái tích cái tò lò luôn á, em nói thiệt. Rồi vỏ tím, chị nào chốt vỏ tím này 480 chốt lên giùm em 48 nha. 480 túi tím, 480 túi tím á chị ơi. Chị nào chốt túi tím 480 chốt giùm em nha. Em á là người cực kỳ thích những cái da mềm này nè mấy chị. Em thích da mềm lắm. Em đi em không có thích da cứng. Ông em nói thiệt, em muốn thích da cứng là em không có thích da cứng. Còn ai muốn nói em sao nói kìa mẹ ta. Còn em không có thích da cứng mấy chị. Em ăn trái xay vô chua tét nắp nó cho vui. Da cứng đi. Bọn lên tiếp. Túi đựng điện thoại này 350 nha. Túi Mickey mấy chị có cái dây nè. Cái dây, cái khuyên, cái khó nó đều ok hết trơn. Nhìn thích lắm mấy chị. Nhìn cái này thích, thích mê. 350 nha. Túi Mickey. Nếu mà túi hai ngăn nha, thôi nhiều lắm. Đây nếu mà túi hai ngăn thì 400, nhiều lắm chị. Thôi bỏ đi. Mắc công rồi, em sắp cái máy livestream lên trên đó rồi em bán lại rồi em kiếm tiền. Nó kêu trời quỷ gì ghẻ nè, quỷ gì ghẻ nó, quỷ ma nữa. Thôi chị. Rồi đây, sáu bảnh một cái, còn một cái là em sẽ cho sáu bảnh một cái nha, còn một cái em sẽ bán 300.000 mấy chị ơi. 300.000 túi lính con nít trai, trai gái gì cũng được tùy mấy chị. 300.000 túi này. Trời ơi, bà nội cha nó thiệt chứ, giờ không có sáu bảnh, có sáu bảnh này nó chết mẹ với em à. 300 nha mấy chị nha. Chị nào chưa chốt túi này 300 thì chốt lên giùm em 300. 300 túi này nha mấy chị nha. Chị nào chưa chốt túi này 300 chốt lên giùm em ha. 300. Ôi ôi, đeo chiếu cho mấy ảnh một phát không, hoặc là đeo trước bụng nè. Bà nội cha nó không đẹp đi kiếm em luôn. Túi 300, túi dù nè. Túi dù của con nít đó mấy chị. Túi dù con nít nha. Rồi tiếp tục mấy chị. Bán túi này cho mấy chị với giá 450 ngàn. Xin không? Rất là xin.
mấy ngang, cũng một ngang mấy chị. Em còn một cái dây dài nữa, cái dây đang cầm là dây ngắn. Rồi túi này 450 ngàn, chị nào chưa chốt túi này 450 thì chốt lên giùm em 450 ngàn, 450 ngàn túi này nha mấy chế. Chế nào chưa chốt túi này thì tranh thủ nha mấy chị, nhanh tay lẹ mắt. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì đi Sài Gòn chợ Kim Biên mua. 450, cái này là hàng gia Nhật hết đó mấy chị. Mấy cái này là hàng của Nhật hết trơn á ha. Cho nên mấy chị đi rất là sung sướng. Rồi tiếp tục mấy chị. Đây, tiếp tục dùm cho em 480 ngàn túi viền hoa hồng. Túi viền hoa hồng ở sau lưng đây nè, nó làm cái da caro rất là đẹp mấy chị ha. Rồi 480 ngàn túi này. Chị nào tốt chốt túi viền hoa hồng, chốt giùm em túi viền hoa hồng. Túi viền hoa hồng để coi thử có mấy dây mấy chị. Dạ 2 dây. Vẫn là một dây ngắn và một dây dài mấy chị. Vẫn là một dây ngắn và một dây dài ha. Chị nào chốt dây ngắn thì có dây ngắn. Chị nào chốt dây dài có luôn dây dài cho mấy chị. 480 ngàn túi này. Chị nào chốt túi này chốt lên giùm em túi này 480 ngàn. Ví hoa hồng, ví hoa hồng 480 ngàn ví hoa hồng mấy chị. Thấy nhiều lúc mặc cái bộ đồ có tay nhìn mình mắc cười, mặc dây quen rồi mấy chị ạ. Có gì nói chuyện với tôi nói đi mấy chị. Giờ tôi ngồi tôi bán không được ấy. Mấy chị nhìn tôi cái tôi nhìn mấy chị cái tôi buồn thật sự. Ai nói chuyện rồi chấm chấm mút mút đồ lên. Tại con người em nó không có ngọt ngào với mấy chị, em dám nói chuyện với em luôn á. Thiệt chứ live stream người ta em thấy nói chuyện quá trời. Còn live stream mình như con quỷ sứ rồi trời ơi. Chữ khóc sáng hồn. Mấy chị muốn giày đúng không? Lên giày. Đây nè, cái mã giống như cái mã đầu tiên mà anh Tào anh lấy nè. Đôi này, đôi này đẹp lắm nha mấy chị. Đôi này em nói với mấy chị là 400 ngàn mấy chị không đứt đáng đồng tiền mấy chị luôn. Đôi này trắng nè. Nhưng mà đôi này em phải thử, tại vì em chưa có thấy sai ghi sai. Đôi này mới 99,9% nha. Đôi này người ta đã đi rồi ha. Đôi này mà mới 100% thì em nói mới 100%. Còn đôi này mới 90 mấy% mà mấy chị 99,9% ha. Đôi này đó, nói gì đó, nói gì đó chị My, nói gì mà nó ồn ào từ nhà dưới lên tới nhà trên đó. Rồi đôi này đẹp quá. Đôi này 400 nhưng mà chị nào mà 41 á. Nè mấy chị, chị nào 41 đi đôi này hơi bị sung sướng luôn. Chị nào mà 41 đi đôi này 400, đôi này trắng 400. Nó không phải màu trắng nha, nó trắng kèm với xám. Trời ơi cái đôi này mà chị nào mà hốt là chị đó trúng mánh. Đôi này nè, chị nào hốt cái đôi này là chị đó trúng mánh đậm luôn ha. Chốt giùm em đôi thể thao 41. 41 đôi này nha mấy chị nha. 41 400 ngàn đôi này. Đôi này đẹp. Đôi này vừa đẹp mà vừa êm chưa. Đôi này mấy chị không đi thì em để dành lại. Không sao, đơn giản. Dễ chịu lắm mấy chị ơi. Đôi này thiếu còn dây bữa giờ quên cả. Đôi này thiếu còn dây bữa giờ quên cả. Con đường xưa em đi, người ta kéo dây chị biết đường em mất đi. Đôi này coi nè mấy chị, chị coi giùm em cái đôi này nè nha. Chốt cho con dâu tôi đi. Không không, trời ơi là trời, em ơi em cho nó chốt chơi. Không, người ta nói không là không. Đôi này size 41 mấy chị yêu ơi. Đôi này 41-42 nè. Dạ nam với nữ cũng được chị. Đôi này nè chị Hạnh ơi, đôi này 41 nè chị Hạnh. Đôi này mà tao nói anh nào mà chồng chị nào mà mang một phát vô dưới rinh là chết. 400. Đôi này 41. Cái đôi nữ kia nè, nam cũng, cái đôi trắng hồi nãy là nam cũng được mà nữ cũng được nha chị hả. Mà mấy chị không đi thì em để dành đôi đó. Tại vì em là em thích giày mềm. Nói thiệt, em cực kỳ thích giày mềm mấy chị, em thích giày mềm lắm. Giày nào mềm mềm mà đi không đau chân là em ghiền. Giày nào mềm đi không đau chân là em ghiền. Ghiền. Rồi tiếp tục lên mấy chị.
máy lớn nè. Mà đôi này bán 400 không được mấy chị. Đôi này bán 400 không được. Nè mấy chị coi nguyên cái đôi của nó nè. Mấy chị coi nguyên một cái đôi của nó nè, nó êm nè mấy chị. Đôi này là hàng hiệu nha. Đôi này là 600 ngàn mấy chị. Đôi này 600. Đôi này size 44. Chết không mấy chị? Mấy chị chết không? Mới 100% luôn. Đôi này 600 ngàn mấy chị. Đôi này đúng 600 luôn á. 600 mà không có một cái vết tì luôn. Mấy chị coi nó êm nè mấy chị. Mấy chị coi nó êm từ cái này nè. Êm lắm luôn. Rất là êm. 600 đôi này size 44. Đôi này quá xuất sắc. Đôi này dùng từ là xuất sắc không? Phải chịu xuất sắc nha. Lỡ rồi lên hết cái dày dày dưới này đi. Đôi này size nhỏ xíu. Đôi này chị nào 37 thì được. Đôi này xe cho mấy chị 150 nha. Chị nào 37 chốt đôi này. 37. Em mua cho con đi học size 41 nè. Dạ chị lấy đôi đen hay đôi trắng gì tùy chị chị Hạnh. Đây nè mấy chị, đôi này 37. Chị nào chốt đôi này 37 chốt giùm em. 37 bán cho mấy chị 150 ngàn. 150 ngàn đôi 37 này nha. Chị nào chốt đôi 37 150 ngàn thì chốt giùm em với. Lỡ rồi lên. Đôi này cũng giày nam nhưng mà đôi này êm. Đôi này cũng giày nam mấy chị. Mà đôi này êm. Đôi này chợ chị nào mà 40, 41, 42 gì cũng được đôi này. Nè đôi này nè mấy chị. Đôi này 350. Đôi này 350 nè. Mấy chị thấy đế dày không? Đế dày mà đế êm. Đôi này mới 99,9% thôi nha. Đôi này mấy chị. Rồi. Chị nào chốt đôi này chốt lên giùm em nè. 350. 41, 42. Chốt giùm em đôi 350 nha. 41 hoặc 42 gì cũng được. Có đôi thể thao rất là đẹp. 600 ngàn. Size của Thái Viện Màn Cửa. Size của Thái Viện Màn Cửa nha. Lên tiếp mấy chị. Lên tiếp. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Túi hàng xe cây. Trời ơi tôi lai tôi sách lén trên lầu rồi bà nội. Có dám đem hàng xuống dưới ổng đâu. Ổng chửi cho má nhà ổng ra luôn. Ổng chửi cho đang nướng mà tắt nướng luôn. Rồi túi này mấy chị. Túi này nha mấy chị nha. 408 em coi thử dây nó sao. Rồi vẫn là một dây ngắn và một dây dài mấy chị. Vẫn là một dây ngắn và một dây dài. Thằng này là hàng xe cây. Cái ví này là ví xe cây. Em đang về một cái lô mà ví triệu, triệu mốt, triệu hai không mấy chị. Má không biết bán nổi không nhưng mà ghiền quá. Thấy túi đẹp ghiền quá mấy chị ơi. Thật sự luôn á. Túi đẹp ghiền quá. Rồi cái này cũng một dây dài, một dây ngắn mấy chị ơi. Cái này cũng một dây dài và một dây ngắn. Một dây dài và một dây ngắn. Túi này 480. 480 túi này. Làm như vậy có anh trộm mới vô. Trời ơi nói chuyện với em mấy chị. Trời không nói chuyện với em chứ em ngồi tét nứng luôn. Mấy chị không nói chuyện em mở nhạc cho mấy chị nghe. Trời ơi mấy chị không nói chuyện em ngồi em buồn em tét nứng luôn á. Thiệt em buồn thiệt á chứ mấy chị. 28 lượt chia sẻ. Rồi túi này giá nhiêu? 480 cho mấy chị nè. Túi này là hàng sơ cây nha. Thằng này là hàng sơ cây mấy chị. Hàng sơ cây. Alo chị Song Anh. Túi này 500 nè mấy chị. Túi này hàng si là 500. À, hàng si 500. Chị nào chưa chốt túi này thì tranh thủ chốt giùm em lên cái túi này 500 nha mấy chị nha. 500 túi hàng si này. Nó bụi mấy chị à. Đóng trong cái kiện cái bụi cái mình cầm nó nhám tay. Mình cầm nó nhám tay chứ không phải là hàng của bác nha mấy chị. 500 ngàn túi hồng rút. Chị nào chưa chốt túi này để dành đi tiền thì chốt giùm em. Cái này mấy chị không ưng cứ gỡ ra. Cái này mấy chị không ưng cứ gỡ ra nha mấy chị nha. Rồi bắt chốt giùm cho em. Túi này 500 ngàn.
chị Thi. Ở dưới đâu có chỗ ngồi đâu chị. Thằng hàng sơ cây, thằng hàng này là 550 nè. Ba lô này 550, ba lô này form lớn nha mấy chị. Ba lô này form hơi lớn. Còn ba lô này là 450. Nhưng mà em thì em thích cái này hơn. Cái da cái này cầm vô sướng lắm mấy chị. Cái đen thì 450, còn cái này thì 550. Chị nào bữa giờ chưa có ba lô, đang chờ ba lô thì chốt giùm em. Ha. À, chị nào chưa có ba lô, đang chờ ba lô thì chốt giùm em ba lô nha mấy chị nha. Rồi bây giờ lên tiếp cho mấy chị cái này. Cô mua gì vậy? Bánh gì ạ? Cô mày cho con cái túi mà vừa có chịu lấy rồi. Cảm ơn cô mày. Mày có bông lại nữa. Thôi ăn cái nhỏ này. Dì ăn cái. À đi cho đủ tiền rồi, thăm tiền. Thăm chắc. Nhìn cái mặt cười cười là thăm chắc. Đặt xe là hết 200 người. Đó. Ý gì kêu 300 ông Thảo Nguyên nó kêu dư. Thảo Nguyên đâu rồi? Số phụ làm biểu với ba nửa tiếng rồi con đi. Ba làm có bác phụ làm biểu với ba nửa tiếng rồi. Rồi mấy chị ơi, con cái này 520 nè mấy chị. Cái này 520, cái này em có hai cái nè chị. Chị xong ăn. Một cái chữ V đậm và một cái chữ V gu xì. Thằng này 520 chứ. Thằng này 520 nha. Ủa cái túi này nhìn không cũng sang nữa. 520 túi này. Chị nào chốt túi này 520 chốt giùm em. Chắc nó cũng 2 dây á mấy chị. Nếu em đoán không lầm thì nó cũng 2 dây đúng không? Một dây lớn và một dây nhỏ. Đúng rồi mấy chị. Ờ cái này là Gucci. Mai nha chị Tây. Ờ hai ngăn nè. Hai ngăn. Hai ngăn là gái. Túi này hai ngăn. Túi này hai ngăn nha. Một dây ngắn, một dây dài. Túi này 520. Mã kia là mã chữ V động, còn mã đây mã V lượt. Đó mấy chị muốn lấy cái V nào mấy chị lấy. Ôi cái túi này đụng vô cái da đã lắm chị Thủy Thu Phạm. Cái túi này đụng vô cái da là miên man luôn. Một chấm là say đắm luôn á. 500 biểu xe sao nó nhỏ mà nó 520 cũng đúng. Lấy cái đang cầm là 520 đó cũng đang cầm nữa. Chỉ có tôi nói đầu chỉ có phi phi là tôi cầm cái thứ quỷ khác thôi. Túi đang cầm là túi gu xì đúng không? Đây nè. Biết thấy cái kệ rồi. Cái kệ còn hơn cái shop người ta đó bà nội. Thấy cái kệ rồi. Cái kệ còn hơn cái shop người ta nữa. Cái quỷ gì hết trời. Cái kệ còn hơn cái shop người ta nữa. Rồi lên tiếp. Cái túi này là hàng hiệu nè mấy chị. Ha. Cái túi này là hàng hiệu nè. Nha mấy chị nha. Trời ơi cái da nó mềm đã lắm mấy chị. Rồi, túi này bán cho mấy chị với giá 420 ngàn. Trời ơi, nãy giờ cũng còn một người coi like nè. 420 ngàn túi này. Túi này 420 mấy chị ơi. Em cầm củ măng keo, em cũng quăng củ măng keo. Em cầm cho cái gì em cũng quăng cái đó. Thiệt có một thứ cũng chồng em nó còn dính trong người luôn. Nhiều lúc quơ quơ sắp đi luôn. Đi quăng nào cũng hay luôn. 420 ngàn túi này. Đấy thấy không? Thấy không? Còn có thứ trong người không quăng đâu. Còn con mẹ gì cũng sắp đi quăng hết trơn. Đâu rồi mày ở đâu rồi băng keo ơi. Mày ở đâu rồi miếng dán ơi. Mày chạy đi đâu rồi yên ơi. 420 ngàn. Trời em chúc mấy chị ơi. Em bị điên lắm rồi. Đây trước mặt không thấy. Biết sao không? 420 ngàn này mà mấy chị mà ưng cái hàng mềm á. Mấy chị ưng hàng mềm đi cái thằng này sướng lắm. Thằng này nó chỉ là sang chảnh thôi. Cho thằng này nó chỉ gọi là sang ha. Chứ chảnh thì nó cũng chưa ở cái độ chảnh. Nhưng mà mấy chị coi cái khuy của nó nè. Cái khuy, cái da với lại mọi thứ.
nó đều hoàn hảo mấy chị. Đây, cái này nó có hai ngăn nè mấy chị, một ngăn bên này và một ngăn bên trong. Túi này 420, túi này mấy chị đi như thế này cũng đẹp nè, túi này mấy chị đi như thế này cũng đẹp, nhưng mà nó da mềm, 420 mà nó da mềm mấy chị, cái khuy nó cũng đẹp ha, cái khuy là tuyệt vời, 420, cái khuy nó dùng từ tuyệt vời á mấy chị, 420 túi này, da mềm lắm, da mềm xỉu mềm xèo á mấy chị à, da mềm cực kỳ, nó nói da một chấm là say đóng luôn mấy chị, da đẹp lắm. Lên tiếp tục mấy chị, túi này túi chữ ghê, túi chữ túi 420 của chị Kim Cúc Đinh. Dạ ok chị, cái túi chữ ghê chuẩn bị em đưa lên cho mấy chị nè, cái túi đây không biết đi chừng nào mấy chị hư nữa. 420 ngàn của chị Kim Cúc Đinh. Em ơi, chiều nay em vào với Tâm, qua tối qua, hôm qua chị chuyển 23 triệu, còn vài bữa lên bill em đi. Để bữa nào đây bill đang gửi dùng dọc chị hớt tiền, để giữa tuần đi, à, cuối tuần thì cũng được. Tuần mua có 15 triệu bao nhiêu? 15-16 triệu chứ như mà dồn dọc vậy à. Tôi làm ra không kịp tiền rồi đó. Mấy bài làm ra tiền được cái tôi làm kịp rồi đây. Thiệt. Nói thiệt á, mua tuần mà 16-17-18 triệu tôi chạy tiền không nổi rồi. Chỉ là tôi đây là túi chữ ghê nè mấy chị. Túi chữ rê. Túi chữ rê này hồi nãy chị Thanh á, chị chốt một cái. Túi này 480 mấy chị. Túi này 480 nha. Túi chữ G nè, nó cũng có hai dây, mấy chị coi cái dây kéo với lại cái khuy của nó là mấy chị biết hàng thường hay hàng xịn liền. Em nói thật sự luôn á, đây hai dây, một dây đeo như thế này và một dây đeo trong quả cổ, có một dây dài trong này nữa. 480 túi này, túi này 480 nha mấy chị nha, 480. Chị nào chốt túi này 480 chốt lên giùm cho em, túi 480 ngàn, 480 ngàn túi này nha mấy chị nha, túi chữ G, túi chữ G 480 mà em nói mấy chị êm lắm, êm như xe cúp. Túi này mấy chị rờ vô là coi như say sẩm liền, êm lắm mấy chị ơi, êm không có từ diễn tả được. 480 ngàn túi này đây, 480 thằng này cho chị Tâm Hường xem cái giày 350, cái giày 350 này là 441-442 chị Tâm nè, đôi này mới 99% thôi nha, tại vì có người đi rồi, nhưng mà đôi này êm lắm chứ. Coi đế, đôi này 350, đôi này êm lắm chị Tâm Hường nè, dây nè, đôi này êm quá trời luôn. Bữa giờ thấy lên chút luôn, bữa giờ chị không thấy lên chút đâu. Đôi này 350, 41-42 chứ ơi, 41-42 là vừa ha. Rồi lên túi này 480 cho mấy chị nè. Hồi nãy em có mẫu, hồi nãy em có mẫu CK, hồi nãy em có mẫu CK như thế này, 480 ha. Bây giờ em có mẫu này, em không biết kêu là cái gì mấy chị, em không biết kêu nó là gì, nhưng mà chốt giùm em là hồi nãy có đôi 37 á, Kim Hải Trương đôi này 38 chưa có, để từ từ em lôi đồ lên cho mấy chị. Dạ ok chị Tâm Hường, 350. Chị Tâm Hường cho em ba cái số điện thoại sau cùng với chị Tâm Hường, cho em ba số điện thoại sau cùng để em lưu vô á, cho anh Phước anh biết làm bill á. Ba trăm rưỡi đôi này nha mấy chị nha, đôi này chị em mà em lại ưng mấy chị lấy cái đôi màu trắng mà size 44-45 ấy, cái đôi đó 44, cái đôi đó dùng từ sao ha, nó dùng từ nó xuất sắc lắm. Còn anh Tạo đi công trình này em đâu có dám giới thiệu mấy đôi đó, đôi đó mà đi công trình cái về chết mẹ luôn, đôi đó đi công trình cái về muốn chết mẹ luôn. Ủa em gửi cho anh cái ông em gửi cho anh Tạo cái túi này nè, này. Em gửi cho anh cái ISL này nè anh Tạo.
09 rồi em qua ngay kia rồi. Mấy chị bấm nút chia sẻ đi, tí xíu em sẽ bán sale một cái mã này cho mấy chị nha. Bấm nút chia sẻ đi, tí xíu em bán sale cái mã này cho mấy chị nè. Bấm nút chia sẻ giùm em đi, tí xíu còn có 3-4 cái gì đó, em bán sale cái mã này cho mấy chị. Cái mã này á thì cái sơ cây là em biết đọc rồi, còn cái này em không biết đọc mấy chị. Nó nói dân ngu mà cu còn đen nữa thì chịu thôi. Dân ngu mà cu còn đen nữa mấy chị. Cu trắng trắng thì ai nói làm cái gì. Dân ngu mà cu đen nữa mới ép nhơn chứ. Tụi nói chiều đã nghe thằng Thành xuống dưới, qua thằng Thành xuống dưới làm thêm bà, tự nhiên mừng muốn chết luôn. Mùa đông về có gió đông qua. Chốt giùm em mã 00 đi. Mã 00 cũng 480.000 mấy chị. Mã 00. Chị nào chưa chốt mã 00 này 480. Chốt lên giùm em. Trời ơi mấy chị mà cầm cái hàng này rồi nha, mà mấy chị nhìn cái hàng Quảng Châu nó chán lắm. Em nói thiệt, em là cái người cầm hàng bán em biết. Mấy chị bằng cầm được mấy cái hàng này rồi, mấy chị cầm hàng Quảng Châu mấy chị chán lắm. Bấm nút chia sẻ đi, tí xíu túi túi đó là 200 mấy á, túi đó 200 mấy, tí xíu em sẽ xe cho mấy chị còn 100-150.000 luôn ha. Sale 140 luôn cho những chị có chia sẻ livestream của như Tri Ân á. Cảm ơn Túc nha. Nè cái túi này người ta gọi là túi VIP nè đó, em đọc được cái chữ VIP này nè. Dùng từ túi VIP, túi có chữ VIP chứ không phải là dùng từ giống như nó giống như ba thằng này mấy chị, nó đều là 480 hết ha. Nó là hàng Si Nhật, 483 cái này. Túi nào hả Phương? Ráng xem, ráng trong ngày mai chị chuyển khoản cho cái hàng đó nha. Đây nè mấy chị, túi VIP. Lấy túi nào, mấy cái túi này là 480. Còn cái túi này á là ai có chia sẻ 220, ai có chia sẻ live stream thì bán 140. Em có mã đen với mã LV. Để em coi thử em bỏ đâu. Em có mã đen và mã LV. Mã đen và mã LV mấy chị. Túi VIP. Vậy nào chốt VIP thì chốt lên giùm em VIP nha. Túi VIP. Túi đựng điện thoại này là 400 nè mấy chị. 400 tại vì nó đựng được 2 ngăn. Còn có một cái loại túi nữa là 350. Thì nó có 1 ngăn thôi. Nó mỏng hơn nè mấy chị, thấy nó mỏng hơn không? Cái này thì 350. Cái này là 400. Túi đựng điện thoại nha mấy chị nha. Túi đựng điện thoại. Rồi lên tiếp mấy chị. Em có một con mã đen. Em có một con mã đen 520.000. Chế ơi, mấy chế chết với em chứ sống không nổi đâu. Mấy chị coi khuy nè, mấy chị coi khoen nè. Nói chung là tuyệt vời. Túi đen chữ V mấy chị. Cái túi này là dùng từ tuyệt vời nè mấy chị, coi da nó mềm nè. Sung sướng. Cầm cái túi, túi này là 2 ngăn nè. Đây chị nào hỏi túi 2 ngăn. Này đúng 2 ngăn nè. Đây, cái này đúng 2 ngăn nè. Chị Trang ơi, Trang còn đó không? Túi này đúng 2 ngăn luôn. Vẫn là một dây ngắn và một dây dài nha mấy chị nha. Vẫn một dây ngắn với một dây dài. Dạ chị Nguyên chờ chút. Chị chờ chút chị Nguyên mày. Bấm nút chia sẻ đi em. Coi được em còn mấy cái thì em bán với chị cái đó cho. Cái bill này đi sâu nha chị Nguyên Phạm. Cái bill này đi sâu giùm em nha chị. Tại vì bill ở dưới anh Phước đang làm á. Ờ, chế có bớt phần tay em quá chị tí. Chứ giờ mà đưa lên một cái trời ơi. Xuống dưới mấy ổng chửi em tắt nấm luôn á mấy chị. Có chị tí. Còn chị Kim Cúc Đinh chờ chút em đi kiếm cái túi nó để đâu rồi. Rồi em chút xíu. Chút nữa chị Kim Cúc Đinh nhắc em nha. Em chưa biết cái bao nào em cho được không. Sao cái thằng này gu xì nè mấy chị. Ủa đang lên cái túi 520 nè. Túi này 520. Thật sự là mấy chị mà chưa chốt túi thì nên chốt cái này đi. Em nói thật sự luôn á. Chị nào chưa chốt túi này thì nên chốt đi. Cái da nó êm lắm mấy chị ơi. Thật sự luôn á. Cái da nó êm mà nó đã đời. Còn đây có một túi này đã đời. Cái da nó mềm mỏng á. Cái da của cái túi này mấy chị đụng vô là mấy chị ghiền liền. Cái da này nè, 520 chứ mà đụng vô trời ơi. Em nói thật sự mấy chị em mê. Mê chứ không phải vừa đâu. Để em cắt cái da, em cắt cái
dây dài vô, hai ngăn nè. Chị gì đó ơi, chị Trang Thùy hả? Trời ơi, hai ngăn Trang Thùy hả? Trang Thùy đi cái vui ví đi ra đường là người ta nhìn, người ta ghiền nè, người ta đụng vô cái người ta phỏng tay nè, tại vì nó rất là êm mấy chị, nó êm lắm, êm lắm luôn. Đây mấy chị, 520.000 ví này. Trời ơi, coi da nè mấy chị ơi, đúng hàng suy nhật luôn, không suy một nét, thật sự là hàng này không suy nét luôn. 520. Rồi ghi xong quăng mẹ bút lông tiếp rồi. Ba lô hôm nay cũng đẹp, ba lô hôm nay về cũng đẹp, ba lô hôm nay về mê mẩn luôn. Rồi chốt lên 140 cho chị Kim Cúc Đinh nè, có chia sẻ like 140 của chị Kim Cúc Đinh.
thiệt sự luôn á. Cầm cái túi vô mê mẩn. Túi chút xíu. Comment tôi viết được một túi chút xíu theo nữa. Ta là bao tình con lâu là ta. Thôi ta bắt lột mới sống và yêu nhau. Bán sale một túi cho mấy chị. Bán sale một cái cho mấy chị. Bán sale nói thiệt mà. 220 bán sale cho chị nào có chia sẻ con cái à. Bán 160 ok chưa. Bán sale. Bán cho con gái mấy chị đi nè. Đây. Bán sale nha. Bỏ bịch vô. Nè chị nào có chia sẻ live stream 220 bán 160 ba lô. Chị nào chốt ba lô chút béo nhỏ xíu em thương này chốt cho nhà em. Bỏ vô cho nó phùng cái ba lô lên đó. Đây. Hang. Nói cho nghe. 220 bán sale 160 ngàn. Cho nó đi luôn. Đây mấy chị. Đây. Xe 160 ngàn. Chốt giùm em. Da rất là mịn và mềm. Nha. Chị nào có chia sẻ bán ba lô này 160 luôn. Cho giật cái cửa mình luôn. Nha. Bán cái này cho giật cái cửa mình cho vui. Nha mấy chị nha. Bán cho giật cái cửa mình luôn. Tiếp tục. Còn được hai cái là hết. Y vậy đi. Chồng em không lên không thấy cái phòng chứ không bỏ không đi bụi đời luôn. Thiệt. Chồng em lên thấy cái phòng không muốn bỏ đi bụi đời. Đừng nói gì hết trơn trời. Rồi lên cho mấy chị một cái túi nè. Một giây phút thôi. Trời ơi tôi tức. Cái túi đẹp mà tôi không bán được cho mấy chị tôi tức cho mấy chị đi nè. Cái ba lô 450. Tôi tức mấy chị. Bấm nút chia sẻ đi chị Nguyễn Ngọc Yến. Trời ơi cái ba lô 450 mà tôi không bán cho mấy chị được tôi tức mấy chị không. Mấy chị coi cái bông đó nè. Trời tôi tức quá. Cái da nó mềm lắm. Em nói rồi. Túi 160 chị Thanh Thanh bấm nút chia sẻ đi. Ha. Hello chị Mai Thanh. Chị Thanh Thanh bấm nút chia sẻ. Chị Nguyễn Ngọc Yến bấm nút chia sẻ là em bán một cái bẹt liền. Nguyễn Ngọc Yến cũng vậy bấm nút chia sẻ đi. Túi XL nè mấy chị. Túi này 320. Túi này 320 ngàn mấy chị. Còn một cái. Còn một cái túi này nha. Chị nào chưa chốt túi này thì tranh thủ chốt giùm em BSL. Túi này da không phải là da mềm rũ mà là nó là da cứng. Em sẽ nói tình trạng mấy chị nha. Chị nào thích kiểu mà túi da cứng mà túi hộp thì chốt con này 320. Ông nói cho khỏi ngỡ ngàng. Cái ba lô á kìa anh. Ba lô này nè. Ba lô Quảng Châu. Bán luôn. Rồi Nguyễn Ngọc Yến 160. Có bớt một tay không chị? Cũng có chị, cũng có. Rồi 160, 220 bán 160 nè. Cho Nguyễn Ngọc Yến 160 là ba lô á mấy chị. Rồi của ai Nguyễn Ngọc Yến không? Nhưng mà mấy cái bill này là để thứ hai thứ ba gửi nha. Chứ giờ em không có dồn bill nhà dưới được nha. Dồn bill nhà dưới anh Phúc anh chữ tiệt. Anh chữ tiệt nấn luôn mấy chị. Chồng đi đâu rồi chồng? Chồng đi đâu rồi? Nhớ em à? 160 ngàn để chưa bán được gì hết đâu. Nguyễn Ngọc Yến 160 son đẹp chị. Son đẹp mà. Son đẹp nha. Thấy con cái 150. Rồi sắp 150. Ở trong đây của chị Kim Quốc Đinh 4-5 cái nè. Kim Quốc Đinh không có bill. Kim Quốc Đinh không có bill à? À, vậy thôi. Cái này đang tính gửi nè. Gửi xuống luôn ha. Chị Thanh Nguyễn cặp 160. Chị Thanh Nguyễn ơi lên cho em địa chỉ kèm số điện thoại nè chị Thanh ơi. Ba lô 160 đúng không? Rồi chị Thanh Nguyễn này là Thanh Nguyễn ở đâu? Thanh Nguyễn khách mới hay khách cũ? Nếu khách cũ thì cho em ba số điện thoại đuôi sau. Còn nếu khách mới thì cho luôn địa chỉ kèm số điện thoại ha. Đấy. Ok. Rồi em là son, son bên này là son Hàn Quốc rất phí. Son này là son Hàn Quốc. Bữa nay em về cái đắp mặt nạ kìa 199 bán cho mấy chị 101.
mà mai mua đi, nó nằm cái thùng nhà dưới rồi. Cũng biết bao nhiêu hay bao ít nữa gái, cũng biết bao nhiêu hay bao ít nữa. Rồi Thanh Nguyễn ơi, Thanh Nguyễn ơi, Thanh Nguyễn, không thấy comment của Kỳ Anh, chị không thấy comment Kỳ Anh luôn. À, cho em là sau lưng Thanh Nguyễn nha. Em kêu cho em là sau lưng Thanh Nguyễn. Để chút chị coi được con ở đây không. Còn ba cái cặp này á, em nói với chị nghe, ba cái ba lô này nè, 290 ngàn ha. Thôi mấy chị đừng mua nữa, 290 ngàn. Bây giờ em bán xe cho mấy chị 220, 230 cũng được, nhưng mà thôi, gửi về cho sư phụ, cho ba đứa nhỏ đi. Cái ba lô này em mở ra mấy chị nhìn ra, nhìn đẹp mê lắm. Em bán cho mấy chị là 240 này, đẹp mê lắm. À, hồi bữa Tiểu Hòa với Tiểu Thảo á, nói là à, con muốn là có ba lô đi học đó, nhưng mà cái này đẹp lắm, nó có dạ quang nha mấy chị luôn nè. Cái ba lô này đẹp cực kỳ mấy chị, thật sự luôn. Cái ba lô này mấy chị nhìn đấy, cái mấy chị nhìn cái ba lô này nó mê lắm ha, mê lắm. Nhưng mà thôi, để cho ba Tiểu đi học nè, Tiểu Hòa, Tiểu Thảo với Tiểu Phương đấy. Cho sư phụ ba Tiểu đi học, cho ba Tiểu ở chùa đi học. Nó đẹp lắm mấy chị, nó đẹp cực kỳ. Nó có ba lô mang, nó có chống gù hết trơn hết trời luôn. Nhưng mà thôi, để về cho ba Tiểu nha mấy chị ha. Rồi ba, rồi ba, cho ba. Còn như bán nãy giờ lò là vô cái đó hết rồi. Bán nãy giờ lò là vô cái đó hết rồi nha. Lò lên tiếp đi, có cái gì thì mình chơi cái nấy đi mấy chị. Rồi em ơi, có bao nhiêu, cái túi này cũng hàng si 450 nè mấy chị, túi này cũng hàng si 450, ba lô chứ, ba lô này cũng hàng si 450. Rồi ISL 320, các chị nào lấy thì chốt giùm em nha. ISL này là túi hộp, là túi cứng, không phải là túi da mềm nha, nha mấy chị nha. Hàng nào thì em nói lên hàng đó cho mấy chị biết ha. Túi này là 320, để em dán cái giá ra. Rồi mẹ vô lòng à, 320 ngàn túi này. À, chị cho em xem cái bóp sau lưng màu đen em mua cho mẹ. Dạ, chờ em chút, cái này là 320 nè. Chờ chút, Mai Thanh đang lên nữa mà. Cái này có Mai Thanh, cái này là hàng sinh nhật, nghe hợp lý. Mấy Tiểu mừng lắm luôn. Vậy á, chứ mà về biết sao không, tại vì Tiểu Phương với Tiểu Hòa là chưa có. Rồi còn một cái biết gì không, cái bài gì bà chị là bà lớn á, bà lớn gì con của chị Hằng bé lớn á. Trời ơi là trời, dễ mít ước lắm. Bữa trước về mà không cho cái túi, cho cái túi cọc Milo với cho phần quà mà không có cái lồng đèn khóc. Rồi không cho đi nhận ở trước ở bục giảng cũng khóc. Có dây đeo, có hai dây chị, có đang có túi. Chờ chút với Kỳ Anh, tao lên thử mày chịu cái túi này không. Đây nè mấy chị, đây nè, cái này là 480 mấy chị, cái này là 480, có mấy mẫu lận gái, cái này có mấy mẫu lận nha, mấy mẫu, một mẫu nè, cái này nãy giờ chưa like nè, hai mẫu, nói chung là có dây dài và dây ngắn hết á Mai Thanh. Ủa cái chị Thanh Nguyễn đâu rồi? Chị Thanh Nguyễn ơi, chị không trả lời em là em xả bill đó. Em hỏi chị là khách cũ hay sắp khách mới. Nếu mà khách cũ thì cho em ba số điện thoại đuôi sau nè, chị Thanh ơi. Còn chị không trả lời cho em là em xả bill chị đó. Nói thiệt, không nói giỡn đâu. Tại vì chốt bill mà em chưa biết chị là ai luôn. Nhiều lúc khách cũ với khách mới cái mất công lộn xộn, em không có nốt vô là nó lộn xộn á chị. Cho nên em hỏi mấy chị làm ơn trả lời giùm em cái ha. À, cái ví này cũng đẹp nè, 480. Con nghe ba, em thích là ví ngang luôn phải không? Ba gọi con gì ạ? Chứ sao ba giơ ngón tay ngón tay? Cái túi này là tự nhiên nó vô trong tin nhắn dơ vậy nè. Cái túi này là 480 mấy chị ha. Ở sau nó là vân
Aro nè, nó rất là đẹp. Không chơi cùng lúc ha. Ôi em ở đây, em muốn chơi gì mà chơi. Em có cái túi này cũng đẹp lắm chị, nhưng mà túi này là, đúng rồi, túi này là 450 mấy chị ơi. Túi này 450 nha. Túi này 450. Túi này thì cho mẹ cũng dễ thương nè. Nhưng mà nếu mà đã chơi tới 450 thì thôi, chơi 408 giùm tôi gái đi. Ha. Chúng ta xem tiếp theo nè. Hàng mới về nhưng mà tại vì biết sao, bán là phải theo cái niềm cảm hứng. Không có cảm hứng là không có chơi, cái kiểu nó vậy á. Túi beo nữa nè, 408 nè. Đây, nó vẫn là hai da nha mấy chị. Vẫn là hai da. Nè mấy chị, nãy giờ sót cái túi 430 nè. Nãy giờ sót cái 430 ngàn này. Cái này giờ dùng từ sót cũng đúng nè. Nãy giờ cái này giờ là dùng từ sót nè mấy chị. Sót túi này nha. Túi này nãy giờ chưa có lên. À, 430 ngàn túi này. Túi này ngày hôm qua nó có màu khác. Túi này ngày hôm qua là nó có màu khác nha mấy chị nha. Ngày hôm qua có màu khác, hôm nay nó có cái màu đen. Nhưng mà 430. Mấy chị ơi, nó vẫn là hai dây ha. Một dây ngắn và một dây dài. Chào chị Tư Bùi, bữa giờ lâu lắm mày không gặp chị Tư Bùi luôn á. Rồi, 430 túi này mấy chị. Giờ này 8:30 hẹn chi mấy chị vô coi view lượt. Túi này nè mấy chị, da dẻo nè ha. Da dẻo nha mấy chị, ở trước đây nó có một cái ngăn nhỏ. Ở trong này có ngăn. Ha. À, rồi túi này 430. Túi này là đi tiệc là bao sang chảnh cho mấy chị. Bao sang chảnh nha. Bao sang chảnh. Đây mấy chị. Đây. Rồi, chị nào chốt túi 430 thì chốt lên giùm em 430 ngàn mấy chị yêu ơi. 430 ngàn nha. Chị nào chưa chốt túi này với túi điện thoại thì chốt lên. Em lên lại cho mấy chị coi ha. Mấy túi này mấy chị cho nằm ngẽ nằm nghiêng nó cũng không mất phân túi nữa. 430. Máy móc hả chị Tư Bùi? Trời ơi, cái tên Ý Yên của em đâu có đụng hàng đâu. Chị phải kiếm cho em cho bằng được, chứ chị kiếm em không được em là em chết luôn á. Minh Loan. Bộ ống rộng mà hoa cúc đủ màu hả chị Minh Loan? Chị Minh Loan, phải bộ đó không? Ở đây nhà dưới hình như còn bộ hay không trời. Túi này 430 nè. Để em kiểm tra chị. Ngày mai em về nguyên một lô 48-49 triệu luôn. Trời ơi, em nói thiệt đó chứ. Em đưa cái túi này lên bán cho chị Hương Lam nha. Chị Hương Lam ơi. Chị Hương Lam à. Túi chữ V mà nó đẹp nè chị Hương Lam. Nhiêu quên mất mẹ rồi. 520 ngàn chị Lam ơi. Ôi ôi, xinh quá trời luôn. Túi này 500 là chị Hương Lam. 500 nè, hàng si hết nha chị. Nhưng mà để em tháo cái dây lòng thòng này ra đi. Em không thích cái dây này. Đây nè mấy chị, 500 túi chữ V hồng ruốc. Hôm nay nói chung có nhiều túi đẹp lắm chị. Này 408 nè mấy chị. Cái này 408 nè chị Lan. Em có dây ngắn và dây dài luôn ha. 408. Cái này là nền hoa hồng. Có dây ngắn và dây dài. Hello chị Tâm thôi. Rồi để chút nữa em xuống em kiếm, xin lỗi chị Lo. Vì sao chị hay comment vô cái bài viết cũ á, cho nên em có thấy. Túi này cũng 480. Đi lần nữa nha. Đi lần nữa. Ra chị, cái gì chị Thanh Nguyễn, không có nói gì thì em cho yên cho chị chốt cái ba lô cho Kỳ Anh nha. Chốt cái ba lô cho Kỳ Anh nè. Kỳ Anh 160. Ừ, nói chung là cần gì mua đó. Không cần thôi, khỏi mua. Ê, có mua cái này cho con trai không kìa? Có mua cái túi đeo chéo cho con trai lính không? 300 ngàn hàng suy nhật. Ví này mấy chị. 300 ngàn hàng suy nhật. Túi này một là đeo trước bụng con trai, hai là đeo xếp. Biết sao mua cho 6-7 cái. Còn cái ví cầm tay đang hàng đang về chị. Còn cái để bán ha. Ví cầm tay bây giờ em có ví này à chị à. 260. Đây chị ơi, chị Minh Loan. Này được không chị? LV. Túi chữ V size mấy hả Nguyễn Thủy? Bây giờ chị không có đem cái thước dây lên, chị đo găng tay cho em nha. Túi chữ V. Túi chữ V mà chị nói đẹp quá phải không? Đây.
thủy. Chắc này chị nghĩ chắc nó nằm khoảng 20, khoảng độ đó chị nghĩ chắc vậy. Một găng tay nè Thủy ơi. Nhưng mà trời ơi cái túi này cưng lắm. Cái túi này thích lắm mấy chị ơi. Chị bị gì vậy? Bữa em nói chị á. Thì anh lấy cái túi 260 này hả? Thì anh. Đúng không? Ok thì anh. Túi LV này bỏ ba. Bỏ ba lô đi là hơi bị dừa. Túi chiếu nhỏ xíu của em bé hả chị Kim Hải Trương? Túi chiếu nhỏ xíu của em bé hả chị? Có rồi, giờ chờ em chút. Đang về một cái lô hàng 48 triệu ngoài Bắc. Bao đẹp luôn. Túi đeo chiếu em bé hả chị? Đúng không? Ổn đúng thì ok giùm em cái nha chị. Chị Kim Hải Trương. Cái bill này là mai thứ ba mới giao được nha mấy chị. Tính chị 280. Sao bấm cái chị cái. Làm giống như ổng là kiếp trước là con tôi hay sao? Ăn cái gì ổng cũng ăn trước mặt trước tôi đó. Mặc đồ đồ cũng vậy. Là hôm nay đồ chật hết rồi. Trời ơi cái này mà con trai thì anh mang mà tôi nói không chết thì thôi á. Còn cái xin lắm thì anh có lấy báo đi mai tôi lấy cho. Thiệt. Có lấy báo đi mai lấy cho. Đây cũng ba lô 450 nè. Ba lô này 450 nè mấy chị ha. Túi chút xíu đó. Cái túi chút xíu nè chị. À, chị nói chị Lương Linh. Cái túi này ha. Trời ơi chị 520 mà chị nghĩ ghê nó làm sao chị. Túi chữ V không chị Dương Linh. 520 mà về mà túi da mà xấu quăng vô mặt em trả. Em cho chị trả luôn á. Ha. Mấy chị coi da nè. Cầm vô cái túi không mấy chị cũng kiền nữa. Của em hồi nãy một cái ví LV, một cái ba lô với lại một cái túi đeo chéo là của em bé phải không? Túi lính này phải không anh Kỳ Anh? Túi lính phải không? Tao đưa cho mày nè, mai tao lên kho tao lấy cho nó. Mà cái này không biết còn màu lính không nữa. 280. Trời ơi. Cái túi mà 520 mà chị Dương Linh hỏi. Em cho chị á. Em cho chị nếu nhận hàng mà không mà da mềm mà không có xịn ha. Mà lên dáng không đẹp. Quăng trả lại em. Chị bị dày dày có cô Ly. 480 hả chị? Ừ nha. 480. À 480 túi này hả chị? Túi 480 này da mềm không phải da cứng. Cứng là như thế này mới cứng nè chị. Cứng là phải như cái thằng túi hộp này nó mới cứng nè. Mấy chị coi nó cứng ngắt cứng nghĩa nè. Đó thằng Quảng Châu nó mới cứng. Còn đa số hàng si mà một khi em lựa cầm tay là không cứng nha. Túi này đó không cứng. Túi này 430 không cứng, rất là mềm. Túi 480 có chữ Z nè, có chữ VIP nè. Có một và dây dài, một dây ngắn không cứng. Túi VIP nè, không cứng nha. Đây. Túi này có nhiều mẫu lắm. Rồi mã này cũng không cũng giống như là túi VIP nhưng mà không cứng, cũng hai dây. Một dây ngắn và một dây dài mấy chị ha, không cứng. Mấy chị chờ em đang về hàng thêm nha mấy chị. Thằng này sơ cây cũng không cứng, nó là một mã hết đó mấy chị ha. Một mã hết nha. Ba lô 550 thì coi như khỏi chê rồi, khỏi bàn đề luôn. Ba lô 550 khỏi bàn đề. Nó quá đẹp cho nên mấy chị khỏi bàn. Mà cái ba lô này 450 là ngày hôm nay em ưng ý nhất nè mấy chị. Em nói thiệt với mấy chị là em ưng ý thiệt cái này luôn. Em ưng ý thiệt sự luôn mấy chị. Cái LV này 520 nó giống cái thằng này. Nhưng mà tại nó tính cao hơn em cho nên em tính mấy chị cao hơn. À cái thằng này 520. 520 thằng LV này cũng 2 giây. À, nói chung là người ta tính hàng sao em tính mấy chị vậy. Nha mấy chị nha. Chứ không phải vì mấy chục ngàn đó mà tới này tới kia không có.
nhất đó hả chị? Túi nhỏ nhất 520. Cái túi này 520 này chị, chứ không phải là túi 480 đâu. Cái này nè, túi nhỏ nhất là túi này là 430. Túi này 430 chị. Túi này là 480. Đó. Túi này là 450 nè chị. Túi này 450, nhưng mà em nói thiệt với mấy chị là nó không có xuất sắc bằng mấy thằng này đâu nha. Cho nên em nói cho mấy chị, để mấy chị khỏi mấy con nói này nói kia cho em. Chị ơi, có poly mà bây giờ nào đây, để em nói chuyện chị không làm, mà chờ xét nghiệm kết quả. Cầu trời không phật cho chị nha, cái gì cũng bình thường nha. Chắc là chị làm việc thiện nhiều, chắc không sao đâu, cố lên chị. Cố lên ha. Cái túi màu tím này là da mềm nè mấy chị, 480. Nhưng mà mấy chị ơi, xinh lắm, rất là xinh. Mấy chị coi giùm em nè, vẫn là hai dây nha mấy chị nha. LV hợp em không? LV là cái nào ta? Cái này nè. Cái này Jenny Phạm, lấy giùm tôi cái này đi Jenny Phạm. Cái này mà không hợp nữa, mua cái con mẹ gì hợp mấy má. Trời ơi, 520 nó có giá trị của 520 mấy chị ơi. Trời ơi, cái dây chéo bụng nó cũng đẹp nữa nha. Thằng LV này nè, tôi đang về, để có thử chừng nào về tới nơi mới nói được, giờ chưa nói được. Cái con tím này cũng đẹp. Đây nè, ba lô nè chị, túi tím của chị Kim Cúc Đinh nè, dạ 480, mềm mềm rũ rượi luôn mấy chị. Kim Cúc Đinh 480. Ok chị Thủy, cho em một phút nha Thủy ơi. Cái túi tím này nè, mấy chị đi hầu như không đụng hàng luôn á. Hầu như đi người ta không đụng hàng, không, mấy chị người ta không biết mấy chị đang dùng hàng gì luôn á. Em ơi mấy chị luôn. Ok, em về đâu rồi? À chị Kim Hải Trương, chờ chút em cho coi túi nha. Mấy quan em về là mất mẹ rồi. Má nhà chẳng lẽ không trộn nha. Rồi cho cô tôi túi em về nè. Mấy chị coi cái quen này nè. Ok, Jenny Phạm lấy LV phải không? Thì LV nó cũng giống như túi VIP nè mấy chị. Nó cũng một dòng á, mày là giống như là hàng hạn chế phiên bản gì đó. Đại khái là ít đó, cho nên nè, ở trong này mấy chị, LV là hai ngăn. LV trong này hai ngăn kèm một dây dài nha. Thì bây giờ Thủy ơi, LV này hết rồi. Thì Thủy lấy giùm chị qua mẫu khác nha. Lấy giùm qua mẫu khác ha. Giống như túi VIP nè. Túi VIP nè. Hoặc là túi CK nè. CK. Hoặc là túi mã số 00 nè. Đó, ba cái này nó cùng một dòng nha. Nó cùng một dòng với LV. LV của Jenny Phạm. Bill này từ từ gửi xong nha. Cây này lắm mấy chị.
Tôi ghiền ghê, bà biết sao mấy chị để ngoài ngoài bụi á. Tôi ghiền cái thằng sơ cây, tôi ghiền cái thằng màu hồng này ghê em lận 520. Hồng rút của thằng DG mấy chị, không phải sơ cây nha. Để bữa nào nhập lô đồ nam nhớ gì à, không giờ bị cục vốn kìa. Trước đó lấy 100 triệu cầm cho người ta cầm sổ đỏ, xong cái bữa đi về Phú Yên cũng 80-90 triệu. Xong vô mua chiếc xe cho em nó đi học nữa, nó đi làm nữa, cái coi như cục vốn bữa giờ lay quay luôn. Ba lô này 550 nè. Nếu chị Kim Hải Trương chốt là chốt cái này cho em nè. Chị Nguyễn Chí Anh bấm nút chia sẻ lên đi. Chị nào bấm nút chia sẻ thì ba lô đó 220 à, chào em bán với chị 160. Cái này 550 nè chị Kim Hải Trương. Nhưng mà cái này xinh lắm. Thứ nhất xinh, thứ hai rộng ha. Ba lô 550. Còn đây là cái ba lô mà em nói em ưng ý nhất ngày hôm nay nè mấy chị. Nó xinh mà nó đẹp lắm. Tại cái lùng nhiều quá em không cho cái lùng thôi. Chứ em thấy nó cưng quá trời luôn mấy chị. Em ưng cái này lắm nè. 450 ngàn mã số 1 đen. Cái này thì rộng hơn. 450 ngàn. Mắt kính siêu còn. Mắt kính chút nữa em lên cho chị. Mắt kính siêu nhật cho em. Cái này là mã số 2 rộng hơn. Cái mã số 3 thì nó rộng bìa ngang. Cái mã số 3 nè mấy chị. Cái mã số 3 nè. Đấy. Mã 1, mã 2, mã 3. Đó mấy chị lấy cái mã nào thì báo lên giùm em cái mã đó nha. Xong này em lên mắt kính nha mấy chị. Đưa qua một tour nữa em lên mắt kính nha. Mấy túi này là 480 nè. Mã 1, mã 2. Mấy cái này là 480 nha. Mã số 3, 480. Còn mấy túi VIP yên gửi nha các ba lô. Qua tông phố nha, tính tiền. Hay tao gửi xuống mày được không? Thiệt, bữa nay làm điêu tôi thấy bị tùm lum hết rồi. Thiệt. Còn mấy túi này 480 nè. Nó có 2 dây, 1 dây mấy chị đeo. Đeo trồng cổ ha. Còn một cái đó hàng sale cho nên để từ từ để bán nó sale cho khách chị Trí Anh cho em chút xíu nha. Mấy túi này đều là 480, có 2 ngang nha mấy chị. 2 ngang. Túi này là 520, nhỏ hơn mà lại 520. Và túi này để từ từ tôi suy nghĩ thử em có để anh dùng không. Túi này 430, chờ em chút chị kìa. Chị Trí Anh 430 túi này. Túi này là túi đựng điện thoại 350 ngàn. Túi này là anh Linh mua cho con gái được nè. À anh Linh mua cái Mickey này nè. Mickey 350 ngàn nè. Đấy. Mua cho con gái. Túi này 450. 450 túi này mấy chị. 450 túi này. Còn tất cả mọi thứ xem mã 2 lại lần nữa. Cái ba lô đen cho bé lùng à, ba lô mà đen cho bé lùng. Xem mã 2 lần nữa. Đây nè. Cái này là cái mã 1. Cái này đẹp lắm chị Kim Hải Trương. Chị nghe lời em đi. Cái này xuất sắc lắm. Chị mà cầm ở ngoài, chị cầm vô một cái da một cái chị muốn xỉu luôn. Đây nè. Cái này là cái mã 1 chứ không phải mã 2 chứ ơi. Rồi cái nè. Cái này nhưng mà không phải 350 mà là 400. Tại vì nó dày hơn và nó rộng hơn. Mickey đựng điện thoại. Mickey đựng điện thoại màu nâu cũng vậy nha mấy chị nha. 400 ngàn. Em có một cái LV 350 đựng điện thoại. Chị nào chốt LV 350 đựng điện thoại chốt giùm em. Em có một cái mã nâu. Mấy chị comment giùm em chữ GG đựng điện thoại 400. Mickey lớn này cũng 400 nha mấy chị nha. Mickey lớn cũng 400. Chứ sao em like mau để qua điện qua tính nha mấy chị. Mickey này 350 size nhỏ nha mấy chị nha, size nhỏ. Cái túi này 520 là túi này mới 99% thôi nha. Túi này 520 mấy chị coi giùm em cái nha. Hơi màu. Có thể là mấy chị lấy màu này không đẹp. Nhưng mà riêng em á thì đi con này thì em lại thấy rất là sang. Riêng em đi con này thì em thấy rất là sang chảnh ha. Em lấy cái ba lô đen đó. Trời ơi cái này nãy giờ em tức em bán không được mà em tức đó chị. Em nói thiệt chị Kim Hải Trương á. Cái ba lô này nãy giờ em bán không được mà em tức. Chứ không phải em nói giỡn chị, em nói thiệt á. Còn cái này là 500. Hồng rút có chùm lông 500 nha. Rồi ba lô 220 sale 160 đây nè. Để em kiếm cái bịch lớn em đưa cho chị Kim Hải Trương ha. Em bán cái này nãy giờ không được mà máu chó em nó nổi lên đó chị. Đây chị Nguyễn Chí Anh chờ em một phút nha. Mấy chị cứ từ từ đi. Hàng đang về dạt dào.
cháy qua 20 năm đầu. Kim Hải Trương. Bán cái ba lô này giờ không được, tức giờ hết tức rồi đó. Đây là chị hàng Quảng Châu 220, chị nào có chia sẻ livestream bán 160, chị nào chốt trước thì em để trước nha. Không phải là kêu 160 mà hàng dởm đâu mấy bà nội, 160 mà hàng đẹp dễ thương lắm nha mấy chị, 160 mà hàng đẹp tuyệt vời, 160 mà da em như xe cúp luôn. Để em lấy cái giấy này em bỏ vô cho nó đụm lên nhìn cái ba lô cho nó đứng. Đây đây nha mấy chị nha, đấy còn một cái thôi, còn một cái đó thôi nha mấy chị nha, còn một cái rồi. Chị Thiết Thanh có chia sẻ chốt cho chị Thiết Thanh nha. Ok chị Thiết Thanh, bill này từ từ gửi, không dồn nhà dưới được nha chị. Cái ba lô tam giác này phải không, này đúng không, cái này đúng không? À, còn hai cái ba lô đen à, còn hai cái ba lô đen thôi. Túi điện thoại Riri ở trang mail, chờ em một chút. Vì cái tác này nè, của ai quên là của đời của chị Thiết Thanh 160 có chia sẻ livestream. Thiết Thanh 160 em là vậy á mấy chị. Dạ còn có một cái à chị Kim Hải Trương, để chút nữa em kiếm cái lô Quảng Châu rồi đó em xem lại cho chị. Lên gì quên mất mẹ. À túi đựng điện thoại GG phải không? Có chữ GG ở đâu phải không chị? GG baby. Đây chị 350 đúng không chị? Mấy chị coi cái quen này là mấy chị biết hàng xịn ra hàng thường liền. Em nói thật sự luôn á, từ khi biết like chị Yên em thấy yêu đời hơn yêu hơn. Sao vậy? Trời ơi bà nội ơi, bà có 62-63 kg mà yêu đời con mẹ gì. Trời ơi, người ta 70 kg, 80 kg, 90 kg. Em có một cái bạc lọt, em thấy có một cái cô đó, cô livestream tóc tím, cô đó bự con. Livestream em thấy người ta chốt đồ nè, 2 bộ 150 kg, 2 bộ 130 kg, 2 bộ 140 kg. Đầu má nó thiệt anh chứ. Khó lắm á chị, những cái form đồ đó lên rất là khó. Mà người ta lên được, người ta bán được thì em thấy họ rất là siêu nhân. Họ siêu nhân gao lắm á chị. Em nói thiệt là mình cảm giác họ rất là giỏi. Họ lên được những cái phong đồ đó, họ nhìn được là em lên không được mấy chị. Em lên em nhìn bộ đồ em không biết điểm xấu hết trơn. 350 túi GG, 350 túi GG. Ba lô 160 hết rồi chị. Ba lô nè, còn ba lô đinh này là 700 nè mấy chị. Ba lô đinh này 700 ha. Ba lô đinh 700. Còn đây là cái ba lô của tôi để dành nè, 700 mà của tôi để dành. Ha. Chị nào mà ưng đi cái ba lô này bỏ đồ vô nhìn đẹp lắm. Nè mấy chị xinh lắm, nhưng mà da em lắm, 700. 700 mấy chị. Còn gì cháu nấy em. 350. Ba lô 160 là 350 túi đeo chéo. 350 túi đeo chéo hoặc túi đeo trước bụng 350. Chốt giùm em. Cái dây này dài hơn nha mấy chị. Thì em đang để gì đó. 350 túi này, 350 túi đeo chéo này. Đây, túi đeo chéo này 350. Trời ơi, có 62 kg à Yến Ngọc à, quỷ à. Giờ đây là coi như hội này là bà đẹp nhất á, không có người đẹp nhì đâu. À coi như năm nay là mình có về Phú Yên được luôn á hả Kỳ Anh. Năm ngoái Bích Thủy được kéo về, năm ngoái cái hội Bích Sai về quê em vui lắm. Năm nay coi như dịch chạy thế đi mẹ luôn, người nào cũng khổ hết trơn á. Hồi năm nay coi như banh trần luôn, em nói chị năm nay người ta khổ đổ nợ nhiều lắm luôn á mấy chị. Đây túi này là túi này túi đeo điện thoại Uzi nè. Năm nay hồi nãy có một cái túi đen thì đây nó có một cái túi bạc nè. Em coi cái 220 mà mua không được. Dạ với lại chị Nguyễn Chí Anh tới giờ cũng chưa có thấy nút chia sẻ đó chứ. Lên chị mua chưa? Trời ơi, xót cái Gucci nè,
Xót cái gu xì 520 nè mấy đẹp ơi, mấy bẻm. Xót cái gu xì 520 nè mấy bẻm ơi. Mấy bẻm ơi, 520 gu xì nè mấy bẻm. Mấy bẻm bị xót rồi. Bị xót cái gu xì 520. Ở trong này hai ngăn đầy đủ, một dây dài và một dây ngắn. Đầy đủ đồ chơi 520 ngàn. Chị Nguyễn chị ăn chốt giùm em cái khác nha. Để em kiếm cái mã này em sale cho mấy chị cho vui nè. Để em kiếm cái nào em sale cho mấy chị. Túi bạc 430 của chị Kim. Túi này là hàng độc á mấy chị. Túi này là hàng độc á. Túi này nè. Hồi nãy nó có màu đen nhưng mà thực sự nó không đẹp bằng thằng bạc. Đúng không mấy chị? Nó không đẹp bằng thằng bạc. Bán riết rồi con người em nó dúng cái đồ móc đồ ra. 430. Em thường đi đáy đêm. Một đêm ba bốn lần. Tăng tăng. Mang nhiều cây đắng rùa hồn rong cháo. Nãy giờ chồng gái cho cái bánh chưa kịp ăn luôn. Túi này dễ thương à. Cái ba lô 550 cũng đẹp mấy chị. Cái ba lô 550 cũng đẹp xuất sắc luôn. Cái ba lô 550 cũng đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Ha. Ủa chị cười gì vậy chị? Em hát á chị, em đang hát á. Rồi bây giờ mấy chị ưng đúng không? Rồi mới để coi cái này còn mấy cái nè. Một cái. Mới cái con cái đi lên sale với mấy chị chửi em nữa. Rồi sao cái này còn mấy cái vậy ta? Cái này em bán nó có mấy cái à. Cái này nè mấy chị. Cái ví. Để em bán cho mấy chị bây giờ. Giờ mở ra. Còn có cái sao xeo. Xàm quá nha. Đó người ta tự nhiên cái chửi ta xàm trời. Gì họ ở dưới anh Phước đang mở. Túi thường hay. Gì bà gì đó. Ba lô màu đen hình tam giác cho em xem. Ba lô màu đen hình tam giác chị Kim Hải Trương lấy đầu. Là cái ba lô mà tôi kêu đẹp mà đụng mị từ đầu like tới giờ tôi bán không được tôi tức á. Hiểu không? Bà nào đi. Cái gì anh Phước đang mở cái bài gì ở dưới mấy chị ạ? Túi thường đi đáy chim. Một đêm ba bốn lần. Tăng 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 tăng. Đó hát vậy á. Thế sao hát cũng chửi vậy mấy má. Giờ bán cái hàng Quảng Châu cho mấy chị sale 250 nè. Đây. Da mềm nha. Nè khoảng cỡ chắc 20cm nha mấy chị. Rồi sale cái này cho mấy chị. Xem như quên mất mẹ mới nói. Mới nói chị cứ vô live stream em vui là được rồi chị. Có những ngày mà em bị giống như bị đứt dây nấng á chị. Bị cái kiểu như bị cô hiếp ốp á à, mấy ngày nay em cũng đứt dây một chửi dữ lắm. Em chửi tứ lò, chửi nhiều lúc em mới thiệt á chứ. Chửi nhiều lúc mà em mà là khách em đéo mua luôn mấy chị nói thiệt luôn á. Mà thiệt. Em chửi mà nhiều lúc em tự ái em ngồi lắm. Tối tối cái em hấp dẫn nằm suy nghĩ nói thiệt. Mấy bài nó cũng thiệt cũng thương mình thiệt. Gặp tôi đéo mua đâu tôi nói thiệt. Em bị hôn á mấy chị. Rồi bây giờ nè, rồi cái túi GG đã bán mấy chị 200 đi. Bán mấy chị 200 phải không? 200 là bán lỗ nha mấy bà nội. Tôi là tôi cái nào lỗ tôi nói lỗ nha. Cái nào lời tôi nói lời. Chứ không ai ăn tiền của ông nội tôi hết trơn á. Ha. Chứ không phải đừng nói ơi bán lỗ nha mấy chị không. Lỗ là lỗ còn lời là lời. Quà vốn là quà vốn. Mà tôi có bán quà vốn thì tôi cũng lỗ tiền ship mấy chị. Ha. Nè tôi có mấy cái ví nè. Mấy mua cho chồng mấy chị đi cũng được nè. Ví nam. Hoặc là mấy chị đi cũng được nha. Đây, sale cho mấy chị con này nè. Con này nó bị mắc cái sao chàng hạn 450, 500. Sale cho mấy chị một cái giá giật mình nè. 180 ngàn túi này. Vậy đi. Còn túi này sale 250. Ha, Gucci con nổi sale 250. Chị ghiền là em vui, chị cứ vô đây. Vô đây ngồi không mua ngồi chơi với em chấm chấm một múc múc lên cũng được. Lúc nào thích múc và múc là lúc nào thích chấm là chấm. Bộ đồ này hot rồi hoa xuân rồng. Bộ đồ này hết rồi. Cái đi phạm 180 nè. Đấy còn cái gu xì là 250. Hoặc là cái con cá sấu này là 250. À vậy đi. Nghe. Tôi là tôi phép một à. Lời nói lời tiền của túi. Túi tôi không có ai lấy được của tôi hết á. Còn mấy bà muốn sao mấy bà muốn. Tôi là phép một khỏi phép thứ hai. Mùa
đây chúc em hát cái bài khác nha. Chút nữa sau đây em sẽ trình bày cho mấy chị nghe một cái bài 180.000 của Jennifer. Em sẽ hát cho mấy chị nghe một cái bài gọi là bài cắt cầm cung cắt cái đầm dơ hang. Mấy cô ơi đừng cắt cái đầm tôi, trời sinh ra cũng có cái đầm thôi, cái bụng vô to thì cũng nhờ cái đầm này. 180.000 chốt cho Jenny Phạm nha. Hết mấy chị. Hết rồi. Rồi đó tới đây là hết rồi. Nè, cái túi hồi nãy 220 tôi share cho mấy chị 140. Cho những chị có chia sẻ live stream nè. À, còn hình như còn một cái này, còn hai cái này là để chốt cho bé Quỳnh nè, để chốt cho Mai Trinh, cô Tiến Phú Yên. Chốt về cho con cháu tôi, nó đi dựng ngựa đó. Chốt về cho con cháu tôi, cái LV nó đi dựng ngựa đó. Trời ơi, cái túi mà Gucci nổi á, với lại cái túi cá sấu nó đẹp lắm mấy chị. Thiệt đẹp ghê lắm luôn. Túi màu đen của chị Jenny đi Phạm hả? Không lỡ rồi, chốt cho chị luôn á. Lỡ không? Lỡ em chốt cho chị Jenny đi Phạm luôn, khỏi bán luôn cũng được. Thiệt. Lỡ không? Trâu luôn á. Trâu luôn cho hai mẹ con chị đi với thằng cháu đó, cháu nậu cho nó đẹp đâu luôn. Ngày mai em đi kiếm túi nam em bé mình bán. Chốt luôn cho chị Nguyên Phạm nha. Bữa giờ còn làm với Long An không chị? Bán luôn. Bán luôn. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng tôi chiến tranh, mấy người đi trở lại. Túi này giống như cái thằng Gucci 520 á mấy chị. Túi này giống như cái thằng Gucci 520 á. À, chốt giùm em là túi VIP bự. Túi VIP bự nha mấy chị nha. VIP bự. Rồi còn cái túi da thiệt này bán cho mấy chị 250.000 đi. Nó bị bắt phong long, nó cứ bơm tới bơm lui hoài à. Cái bà nậu cha nậu mẹ nó ra, chết mẹ nó dính cái gì đâu trời. Rồi rồi. Nè túi này da mềm lắm nha, 450 sale còn 250. 450 sale luôn còn 250.000. Bé nào chưa chốt túi này thì tranh thủ chốt lên giùm cho em túi này nha. Còn cái xeo mẹ luôn đó mấy chị. Xeo luôn, chứ để làm gì nữa. Đâu có, chốt vào cái trước rồi. Còn cái Nguyên Phạm là cái 140 mà nội. Trời ơi, nghĩ này cũng hổn dễ sợ. 350 túi đeo điện thoại màu hồng. À, mai đổ túi 250. Trời ơi, túi này da thiệt luôn chị Mai Đổ. Dạ chị Mai Đỗ, cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị Mai Đỗ ơi. Chị Mai Đỗ ơi, chuẩn bị lên kính nè. Mai Đỗ ơi, cho ý xin địa chỉ số hòa túi này xinh lắm. Em mà thích túi, thích dầu thơm, thích tiền. Em thích mấy cái ác nhơn lắm mấy chị. Mà cái sở thích của em thích nhất là thích tiền. Mai Đỗ cho em xin địa chỉ số điện thoại, bên em không gọi điện chốt hàng. Bên em không cho kiểm tra hàng. Đó, bên em chỉ coi cho kiểm tra hàng của thằng shipper thôi. 0908 283336. Dạ sóng này lên kính nè chị. 250.000. Dạ để em nhắn chị Mai Đỗ mấy chị cho em 1 phút ơi. Sóng này lên kính nè. Không mà là chị 5 phút nữa thôi. 5 phút nữa. À, Mai Đỗ 5 phút nữa mấy chị ơi. Khách lấy rồi.
Quý Nam đâu, trời chưa chốt cho khách đâu mất mẹ ha. Rồi đây, chị Thảo Châu và Dốc nè, quên quên vụ chị Thảo Châu và Dốc đi chứ. Giờ nói Quý Nam, thấy rồi chưa? Giờ thấy Quý Nam nhé. Rồi, quên cái vụ Quý Nam của chị Thảo Châu nè. Chị Thảo Châu đã mai sáng thế, về cái đầm hàng xúc kêu em có cái đầm hàng xúc em chốt bill cho chị Thảo Châu luôn nha. Quên ví dụ túi nam của chị Thảo Châu đi, 500 của chị Thảo Châu. Trời ơi, tôi mới tắt đi tắm cái là túi sau lưng bà Hiên nó mất hết rồi. Quay đây nè chị, quay đây nè chị, quay đây nè chị. Chị làm như em là bán thần bán thánh riết đó, chị qua cái phòng em thành thành cái động luôn rồi chị. Ông Phước ổng lên ổng nhìn em ổng lắc đầu luôn á. Nói chung là ổng có biết nói sao gì con người em luôn á chị, cái chỗ nào em cũng banh được hết trơn á. Nhưng mà thôi, không bao giờ nói nhỏ nhẹ. Mẹ tôi nói còn cái gì là anh à, em nói nghe nhẹ động mà gốm lắm. Em nói chị không bao giờ, mọi người không bao giờ nói nhỏ nhẹ ha. Ngồi giống giang hồ, giang hán lắm gì. Trời ơi, tới khi tôi nói em còn được cái anh à, em nói anh nghe nè. Đó, bắt đầu thả tính liền. Thả tính liền, túi này 480 nè, túi này cũng 2000. Thả tính liền mấy bà nội. Đây túi này đây túi này là cũng là túi này là cũng 480 nè mấy chị ha, 480 á, chứ không có cái nào rẻ đâu nha mấy chị. Lưu ý là không có cái nào rẻ đâu. Giờ theo sự yêu thương và tín nhiệm mấy chị, em bán cái cuối cùng 350, em bán cho mấy chị 250 nè, cưng chưa? Mấy chị thấy em cưng chưa? Để coi được có mấy cái này. Xin lỗi, cái này là 430 chứ không phải 480 nè. Có một cái túi đeo chéo nè, 350 nè ha, mới về ngày hôm qua luôn, bán cho mấy má với giá là 250 cho những chị có chia sẻ like. Chị nào không chia sẻ like em không chốt y vậy đi. Rồi đấy, túi đựng điện thoại, đựng tiền, muốn đi đâu rồi muốn nha. Để em chắc cái này vô đây. Rồi em lên thấy nha mấy chị nè. Ông tôi nói là như đinh đóng cột quá, rồi chừng nào mà cột vào một quá thì lóc đinh ra, chứ không có cái gì căng thẳng mấy chị. Đẹp không có. Rồi lên nè, còn cái tính luôn 250 của chị Nguyễn Phạm quốc luôn nè, quốc luôn. Cái bánh này có phô mai ở lòi không á? À, bánh này bỏ phô mai chi không biết nữa, thứ quỷ gì vậy. Quỷ à, bánh mà đi bỏ phô mai vô. Mấy cái túi này mấy chị đi đi đâu á, mấy chị mang mặc cái áo cốt bên ngoài lên tiền á. Lên kính nha, lên kính. Trước khi lên kính bán cái túi này 120, chị nào có chia sẻ live stream bán cho mấy chị 80.000. Rồi vậy đi, có một cái không, bà nào ưu tiên thì ưu tiên, chị nào comment trước thì em ưu tiên nha. Chị nào comment trước thì em ưu tiên để tao đi kiếm mấy cái túi cho ông Kỳ Anh cái, chứ không nó chửi tao nữa. Thì mấy cái ví còn tay cho ông Kỳ Anh cái. Rồi còn cái bán 80.000 cho vui nha. Còn cái nè mấy chị, chốt trước thì có trước nha, 80.000 của Jenny Phạm. Rồi vậy đi. Rồi Jenny Phạm 80.000. Tôi từ thì gái đêm. Rồi giờ lên lên kính nè. Dạ khách lấy rồi chị Mai Độ. Để em kiếm có được con không nha. Em nhớ là em còn một beo rồi mấy chị, bây giờ nó đeo mất mẹ hết à. Rồi giờ lên ấy nha mấy chị nè. Để em đi lấy bì cái à. Giờ em lên kính cho mấy chị. Ai làm bữa nay mình chơi một ngày sale đi mấy chị, ưng sale không? Ưng sale kính thì em quất cho mấy chị ngày sale kính. Họ mừng thôi, để gì đâu. Mấy chị ơn sale kính không? Thì hôm nay trong một cái ngày đẹp trời nè, em sale cho mấy chị về giá giật mồng luôn. Ok thì chơi nè nha. Chờ em một phút. Một
Rồi xeo nha. Xeo kính nha mấy chị nè. Kính bát ngát. Bao la và bát ngát. Bát ngát và bao la. Kính đưa có loại kính. Kính lớn, kính bé, kính nhỏ, kính cong. Kính gì em cũng có. Kính nhiều lắm. Dây nịt nam 750.000 cái. Chồng chị nào mà làm công chức thì lấy cái nịt đó mang. Chứ cái nịt đó mà mang với quần jean là không có hợp. Giờ sale nè. Hôm nay mấy chị sale là sale trúng mánh luôn á. Mã đầu tiên cho mấy chị kính nhật nha. Em đều thử cho mấy chị hết nè. Mã đầu tiên mấy chị coi rộng nè. Rồi bây giờ sale 350 sale cho mấy chị còn nhiêu? Còn 280.000 ngày hôm nay thôi ha. Rồi 280.000 mã đầu tiên. Mấy chị thấy không? Mặt lớn, mặt nhỏ, mặt bé, mặt mâm, mặt mâm, mặt mũm, mặt mèo gì đó đều ok hết. Chốt giùm em mã 1. 280.000 mã 1. 280.000 mã 1 nha. 280.000 mã 1. Chị nào chốt mã 1 chốt lên giùm em 280.000 mã 1. Chị nào chưa chốt tranh thủ chốt lên giùm em mã 1 nha mấy chị nha. Mã 1 280.000 kính nữ. Kính nào nữ thì em kêu nữ, kính nào nam em kêu nam nha. 280.000 mã 1. Có chị nào chốt chưa thì chốt giùm em nha. Rồi lên tiếp. Mã 1. Chốt xong rồi không biết cái mã gì để đọc cho khách luôn. Mã này là dùng
mấy chị biết sao không? Cái thằng hàng suy nhược á, nó có cái đặc điểm như thế này. Mấy chị mà mua kính của mấy cái con vú bự mà cái live stream của nó 1000+ người coi á, sao bảnh không? Sao nghe tiếng sao bảnh mà? Con đưa cái bánh này xuống ba ăn giùm gì cái con? Đâu mất ổn? Trong nghe. Rồi, ai đá nó vô đây vậy? Nó bay mùi bồ quá. Mã số 4 mấy chị, mã số 4 là cực kỳ modern. Mấy chị biết sao không? Nếu mấy chị mua mấy cái chị mà vú bự á, khi mà nó test cho mấy chị á, là nó test bằng kính xịn xốp nó ha. À, còn tới khi mà nó bán cho mấy chị á, là kính mà kính hàng chợ 99.000 á, 99.000 là còn cao á mấy chị. Mã này là mã số 4. Em nói thiệt, mấy chị tin em đi, lỡ kính mấy chị có chuyện gì mấy chị kêu nó đổi trả đi, nó đổi trả cho mấy chị, em làm con mấy chị. Nhưng mà được cái tụi nó rất là đẹp, tụi nó rất là có duyên, tụi nó rất là đầu tư, cho nên lợi nhuận của nó là mấy chị không thể nào cản được. Tại vì sao? Tại vì họ có đầu tư, tại vì họ có đầu tư và họ có chạy phim bay, và một lần họ livestream họ make up rất là đẹp, và họ chịu đầu tư bơm vú, bơm nách, bơm chim, bơm mu đại khái, bơm mỡ, bơm môi, bơm mắt, bơm mí, chứ không phải mà like xùi xùi như tụi em nha. Đấy, cho nên mấy chị không có gì mấy chị có thể nói người ta được hết trơn. Tiếp tục mấy chị, mã số 5. Hồi bữa em về được 5 cây kính. Mà mấy chị biết không, cái thằng hàng Nhật là nó có cái mặt kính của nó nè, cái kính này nè, nó có chống tia hồng ngoại cho mấy chị. Cho nên mấy chị